Theo thống kê sơ bộ từ Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, có 29 học sinh và một giáo viên là nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân, Hà Nội. Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đang tiếp tục rà soát các trường hợp nạn nhân là giáo viên, học sinh trong vụ cháy thảm khốc này và hiện đã chuẩn bị các chính sách hỗ trợ, vận động ủng hộ cho các nạn nhân. Sở đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân và các trường tiếp tục rà soát các trường hợp là cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh liên quan đến vụ cháy. Với những học sinh tử vong, Sở đã giao công đoàn ngành và chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân, các đơn vị thăm hỏi, lo hậu sự cùng gia đình. Với những học sinh đang điều trị tại bệnh viện và giáo viên bị thương, Sở và các đơn vị liên quan đã thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời. Những trường hợp học sinh bị thương nhẹ có thể bị ảnh hưởng về tâm lý, Sở cũng đã chỉ đạo các trường phân công giáo viên hỗ trợ, kèm cặp, động viên, ổn định tinh thần cho các em. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân đã cùng với các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố triển khai nhiều hình thức hỗ trợ gia đình học sinh, giáo viên bị nạn trong vụ hỏa hoạn.